Ok, em coi có bà nào già già sồn sồn sáu mấy 70 tuổi không nói hơn bán thân không? Sao anh bác dơ quá vậy? À, bây giờ nhắc đến chuyện mượn nợ này kia thì bây giờ chương trình có một cái thử thách nho nhỏ dành cho khách mời đến tham gia chương trình Hot Trend, đó là bây giờ mình Gọi gọi điện điện thoại đúng không? đúng chính xác một cái thử thách không mới nhưng mà được rất nhiều khán giả vẫn thích và họ muốn xem những cái đồng nghiệp của mọi người Mình sẽ gọi phản ứng ai như thế nha? nào. Bây giờ nam thư sĩ gọi ai đi, mình mượn tiền giống như mình làm tiếp series nữa hay là mình ra phim Bây rạp luôn giờ chẳng nè, gọi một cái người mà chắc chắn hạn. là thân thuộc với Thư nè. Ừ, để coi thử tốt tới đâu. Wow. Ai ạ? À? Mình bật mí luôn được không Anh đi cá. ạ? Oh, mình bật loa ngoài lên cho mọi người Bánh cùng nghe tình nha. cũ rồi. Mượn lớn lớn, mượn nhiều tiền lên nha. Để có thử vi cá hay sao. Nhiều khi em thấy điện thoại em sợ muốn móc máy nữa. Vi cá cũng là một cái trường hợp này. Alo. Alo, xin anh nghe. Anh, em Em nè. Em Nam Thư hả? Em Nam Thư. Anh không lưu số em hả? Anh không lưu số em hả? Sao không trời? Thì em Anh nói lưu nghe nè. vậy? Bây giờ tôi sắp giao tập 2 cho em rồi. Và bây giờ em vẫn chưa có tiền đưa cho tôi nè. Anh có tiền đưa em mượn được không? Ai tố hả? Thì bây giờ tôi sắp giao tập 2 cho em để phát nè, mà em chưa có tiền đưa cho tôi, thì có tiền mới, với lại bữa giờ nợ tôi cũng lâu rồi, chưa trả hết cho tôi mà. Nói chuyện với tôi chưa? Chưa, thì bây giờ mới mượn anh nè, nói chuyện gì giờ, tôi cũng trang trả anh em thôi chứ, bây giờ tôi cũng gồng cho em qua Tết rồi, vậy em mới trả cho tôi chứ. Ok, em coi có bà nào già già sồn sồn sáu mấy 70 tuổi không nói hơn bán thân không? Sao anh bá dơ quá vậy? Không lẽ giờ anh đi làm đó, giờ anh không có tiền cho em mượn mà sao giờ anh phải làm vậy hết đi? Vậy thế chứ cần bao nhiêu? Em cần khoảng 400 á. Ôi trời ơi, chết tôi luôn. Sao vậy? Bị khùng hả? Trời ơi, em mượn tiền mà anh nói bị khùng, anh điên hả Tiên? Bây giờ anh có Thầy nhiêu? Anh đừng nói anh có 4 sĩ triệu nghe như vậy không? dơ lắm. Anh có bao nhiêu thì anh có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Chứ nghiêm túc đi, đừng giận nữa. Cần bao nhiêu anh coi xoay sở được. Đưa anh của bộ. Bây giờ 400 anh không có đúng không? Thôi đưa em 200 thôi. 200 triệu hả? Ừ. Anh đây còn 70 triệu mà lấy không? Mấy chục triệu sao đủ thôi cũng được thôi, anh đưa em 70 luôn đi, mà anh còn trong người đúng 70 luôn hả? Chứ tiền ở đây còn 70, tiền bên phim luôn này nọ chắc gom gom từng từng hai tuần sau ta gửi anh được cỡ 60 nữa anh được. Vậy thôi anh đưa em 150 hả? Hay 200 luôn đi, anh mượn ai thêm đủ 200 đi. Nhưng mà em không Sao có em trả liền đâu nha, nghe em nói nè, em không có trả liền đâu nha. Khi nào em có bao nhiêu thì em trả bấy nhiêu á, anh biết tính em rồi. biết rồi mà em làm gì em khổ dữ vậy thôi. Thì em không khổ ai khổ nữa, anh khùng quá anh biết em mà. Mà giờ sao? Mà 200 là khi nào có lời có lã gì không vậy má? Muốn nói em đưa tiền lời cho tôi rồi đó, biết nói sao luôn nha ông nội. Bị điên thôi Thư. Vậy là không lấy tiền lời đúng không? Sao tiền lời tiền lãi gì chơi. Vậy không lấy tiền lời lâu lâu đúng lâu 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 anh ghé phòng khóe nhà em anh thăm. không? Sai. Ừ, cha mình cũng phải có gì đó Bỏ đen đi. Anh đừng có nói gì bạn gái anh đó. Đốt nhà em nữa nha Tiên nha. Vậy 200 đúng không? Vậy khi nào giao phim? À, khi nào giao tiền? bây giờ thì em có sẵn đây 70 Rồi xíu nữa, rồi. anh ở gần nhà em mà về có gì chút xíu nữa về qua ghé ngang nhà em đưa em 70 trước nha. Rồi vậy nha, cảm ơn anh. Đơn giản vậy thôi hả? Ừ, anh nói chuyện với tôi không? Tưởng nó mượn có cái gì vui vui gọi thôi, có gì vui vui gọi mượn tiền chán thích chứ. Chứ giờ nói gì vui vui vậy? Nói gì vui vui vậy? Ủa anh xem phim em chưa vậy? Trời ơi, anh xem từ đời nào rồi nha Tư? Anh phải xem đi xem lại hiểu không? Chứ không được xem một Phim lần. em là anh hỗ trợ một cách cực kỳ tốt luôn, anh còn vô trong đó anh cầm em, anh kêu gọi khán giả là Ủa chứ em đây hỗ trợ phim anh của không tốt tao. hả? Em hỗ trợ anh không tốt hả? Phim anh em có lấy tiền đâu. Phim em có lấy tiền đâu. Ủa anh em đi quay phim của anh em có gây lộn đâu, em có nhăn nhó gì đâu. Anh quay phim này anh gây lộn với tôi. Cái nào trời nhắc tầm bậy tầm bạ không? chứ bữa em anh gây lộn với tôi gọi cho em mà nói trời bé Thư em nói chuyện với Tuyên sao đi chứ giờ anh Tuyên lên đây hả quay mà anh quạo gọi 3 giờ sáng anh biết là Tuyên mệt mà anh em tiếp ai cũng mệt mà đúng không Quý tôi là phải gọi hỏi nói chuyện lại với nó tôi ảo quá. mà anh có không Cảm ơn anh. Cái gì? mà anh có không thôi cúp máy Làm nha gì? xíu nữa 70 triệu đừng nói nhiều nó nhức đầu quá dạ thôi cảm Rồi. ơn Tuyên nha bye bye anh Mà mai mai em còn có 1,2 triệu em xài luôn á. thì kệ anh Rồi vậy đi, em có còn gì 1,7 triệu em mà. còn sống được mà ừ vậy nha.
Rồi tự nhiên cái gọi điện chơi chơi có 70 triệu một. Trời ơi thiệt luôn Tiên, sao mà ngây ngô cuộc đời quá ha. Không phải ngây ngô đâu, tại vì á tùy người mới cho mượn, 7 năm tình cũ mà. Đúng rồi. Anh ác quá. 7 năm tình cũ còn 70 triệu đúng không? Đã có rất nhiều khách mời đến đây sau cái thử thách mà gọi điện thoại là coi như là tan vỡ tình bạn. Nhưng mà ngày hôm nay có vẻ như là tan vỡ những cái bên ngoài gia đình bên ngoài chứ còn vậy đó, nói chung là đó. Đúng, cho mượn thành công gian dốc hết 70 triệu, có 70 triệu là cho mượn 70 triệu luôn, quá tuyệt vời. Bé Thư ở ngoài đời lúc nào cũng mặt nhăn nhó, cũng là này nọ anti fan các kiểu, nhưng mà các bạn phải biết một điều rằng những người nào như vậy á thì người ta sống rất là tình cảm. Tôi đang đi chơi nhà 4 giờ sáng bắt tôi qua chúc Tết. Có qua đàng hoàng. Là sao tới 6 giờ sáng hả? Tới 6 giờ sáng kẹt thang máy nữa hả? Trời ơi. Kỷ niệm nói chung là một lần bản thân Thư sẽ nghĩ là một lần nào đó Thư sẽ ngồi lại với tất cả các anh em của Thập Tứ Cô Nương sau khi được nút vàng. Lên nút vàng là anh em sắp phải rồi, tập hợp. Các bạn hãy hơi nhanh nha.